Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành tẩy mấy cái áo này. Mình nó bị lỗi bây giờ tẩy thôi. Thế anh em nào mà đang có ý định tẩy kiểu áo như này thì mình sẽ tẩy, anh em có thể làm theo hơn chút thêm. Mình có thể tẩy bằng súng ạ. Đây. Về cơ bản thì nó vẫn sạch nhé, nhưng vẫn có một vài vết mờ bắn thêm. Tất nhiên nó giải quyết được một vài vấn đề, có thể trường hợp gấp mình không thể giải quyết được về áo. Mình phải chịu khó làm hành động này thôi đấy. Chứ còn nếu mà nói là tính ra mà tẩy số lượng nhiều thì rất là khó, rất là khó để giúp cho các bạn tẩy rất là nhiều à. Đấy. Rồi, bây giờ là mình làm là không kịp nữa, ngày mai phải giao cho khách rồi đấy. Bây giờ mình phải bắn nó vào buổi đêm, sáng mai nó khô bên mình phải in lại để mình giao cho khách, không có là nó cho chết đúng không, bởi vì là mình đã in nhầm hình vào cái đơn hàng này. Đấy. Thấy buổi đêm cũng khó thấy nhưng mà nó cũng có hình đúng không ạ, nên mình sẽ tẩy nó. Ok. Các bạn có thấy hình nó bay đi không? Trong vòng 30 giây mình đã tẩy gần như là tuyệt đối hình rồi. Còn cái hình sau thì nó lớn hơn, nó phải lâu hơn đúng không ạ? Và các bạn cũng nghĩ thêm là cái thời gian của nó in nó chi tiết lớn thì nó khó hơn rồi. Nhưng anh nào in trước thì anh này khó, có tẩy hơn. Đấy, cái hình in này chỉ mới là 24 giờ thôi nhé. Rồi, ok.
nay, bây giờ ngày mai phải giao rồi. Bây giờ mà không làm thì cũng chết đúng không ạ? Bạn hiểu không ạ? Cũng nghĩa là mình phải làm thôi. Bây giờ nó sống chết gì nó cũng phải đời giao. Không thể vì mấy cái áo mà không giao một cái đơn hàng liên quan những vấn đề khác. Đấy. Thì cái áo này mình đã tẩy xong cả trước và sau. Đấy. Còn một số vài cái vết chế mà nho nhỏ thì có thể tẩy được, súng vẫn tẩy ạ. Là có thể được rồi. Rồi bây giờ các bạn cũng có thể, nếu mà có thể cũng gặp trường hợp tương tự cũng phải chịu chơi thôi, chấp nhận thôi, tẩy thôi. Đấy, chẳng còn cách nào khác mà đúng không? Đấy, mình là mình bỏ luôn đơn hàng, nhưng mà đi nhậu về thì mình thấy chưa ngủ, buồn ngủ lắm và mình muốn thử tẩy theo cái hình thức này, thì anh em thấy mình giúp cho anh em là có gặp cái trường hợp này thì cũng làm theo mình thì nó vẫn sẽ được thôi, không vấn đề gì đâu. Ngày mai ấy, khỏe lại mình lại tiếp tục lại in tiếp lên hình khác vậy thôi. Này các bạn thấy cái logo này của mình là vẫn đúng nha, là mình giữ lại nha, còn hình giữa là mình tè le luôn, mình sai rồi, người ta đổi hình mình không biết được hình. Đấy, sai mã hàng thì chấp nhận thôi. Đấy, còn sau lưng thế này thì mình bắn luôn thôi. Đấy, còn có anh nào có cách nào hay mà tẩy được cái này nhanh và hiệu quả hơn thì cứ chia sẻ thôi, giữ đường link Facebook của mình, YouTube của mình đó. Còn cái cách nào khác thì theo mình cũng chưa có cách nào khác cả. Mình thấy chưa có anh nào mà in bằng cái mực mà 24 giờ sau mà tẩy như thế này nhanh như thế này, không có, mình gần như là không có luôn đấy. Kể cả thằng đề can, in đề can càng lâu nữa. Đấy, mình vừa mới chuyển một tí không là nó đã hết cái dòng màu cam rồi. Đấy, rất là nhanh luôn.
các bạn cứ thế thì mà tiến hành thôi, mình chưa nói gì thêm nữa. Ok, thì mình tải trên bản in luôn. Thôi thì anh em mà bị lỗi thì nghĩ ra cách thì hay hay chỉ mình với, còn hiện tại là mình chỉ chịu như thế thôi. Đấy, còn bây giờ mình nên chuẩn bị công việc là ngày mai anh em làm đây. Đấy, công việc của mình chỉ chuẩn bị thôi, mình khẳng định là mình chỉ chuẩn bị công việc thôi. Ngày mai thì sẽ có anh em làm rồi, và mình cũng sắp gần như là xa rời ngành in. Không có phải là xa rời ngành in mà là mình đã chuyển giao toàn bộ cho anh em làm, không có đụng vào nữa, và mình sẽ tập trung vào một mảng khác để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ anh em, hoặc là triển khai những cái gì mà hay mình sẽ chia sẻ lại cho những tất cả những học viên mà đã từng học với mình. Đấy, để mà thay đổi, thậm chí là bỏ luôn cả xưởng in đấy. Đấy, nếu như mà nó hay hơn, vậy thôi. Đấy. Thì hôm nay đã là tháng cuối tháng 5 rồi. Đấy, đợt tháng vừa rồi mình cũng có một chương trình đào tạo để cho anh em, toàn là những ông chủ mà cực kỳ là kỳ cựu, mình cũng đã dành tâm huyết dành cho họ thôi. Đấy, họ là những thế hệ bóng đá là mình cũng chẳng nói gì dẫu gì, đó là những thế hệ bóng đá đầu tiên của Quảng Bình luôn đó. Và mình thấy họ, nể phục họ bởi vì là họ là những thế hệ đào tạo trẻ đầu tiên ở Quảng Bình. Thì các bạn có thể tìm nha. Các bạn nếu như có thực sự là những người con Quảng Bình thì có thể tìm hiểu, hoặc là giao lưu, hoặc là đấy, mua hàng sản phẩm ở đó. Bởi vì tôi biết rằng là những họ là những người rất là tâm huyết, họ dành cả cái khoảng thời gian rất là dài và đầu tư rất là mạnh để mà có những cái sản phẩm hữu ích, sản phẩm chất lượng, và đặc biệt là họ đầu tư cho cả một cái nền bóng đá. Đấy. Và tôi là những người đào tạo, và tôi lại được cái vinh dự đào tạo cho anh em về điều đó, thì tôi cũng rất là cảm ơn anh em đã đến học và tin tưởng. Đấy, đối với tôi thì đó là truyền đi cái kinh nghiệm, truyền đi cái kiến thức, và có thể mở rộng cái việc giao lưu với anh em. Chứ còn bản thân tôi thì tôi cũng đã chuyển hướng, và tôi cũng không cần thiết lắm về cái những cái gì mà anh em trao lại. Đấy, đấy, rất là cảm ơn anh em về cái một mối quan hệ tuyệt vời mới. Đấy, đó là điều tôi tuyệt vời, cảm thấy tuyệt vời nhất. Đấy, còn lại những vấn đề khác thì thôi, nếu như anh em có xem video này thì tôi vẫn thế thôi. Tôi vẫn nói khẳng định là tôi đã truyền dạy và cố gắng nhất về khả năng đó là tôi truyền đạt cho anh em, bởi vì là các chương trình trước của tôi rất là đông người và tôi đã vẫn nỗ lực dành cho em rất là nhiều quãng thời gian, nó rất là ok. Đấy, và hy vọng rằng anh em chúng ta sẽ còn tiếp bước và kết bạn giao lưu với nhau anh em trong những quãng thời gian rất là dài. Đấy, còn bây giờ nó đã rất là muộn thì xin chúc cho anh em đó là khởi đầu rất là tuyệt vời trong cái chương trình đào tạo cuối tháng 5. Đấy, đó. Bây giờ xin chào và hẹn lại anh em nhé. Thì các bạn có là mà có nhu cầu gì thì có thể liên hệ qua 0974773999 nhé. Rồi, ok.